Xin chào quý vị, tôi xin được phép hướng dẫn quý vị sử dụng một app tính thu nhập cho thợ nail hoàn toàn miễn phí, sử dụng được trên tất cả các loại điện thoại và máy tính trên website nailsolution.us của chúng tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cách bắt đầu sử dụng trên iPhone, quý vị cũng làm tương tự như trên nếu quý vị sử dụng Android hay laptop. Mở Safari lên và bấm vào địa chỉ nailsolution.us. Sau khi bấm vào địa chỉ xong, quý vị xin kiên nhẫn chờ đợi một chút cho website load. Sau khi website load xong, nó sẽ chạy nhanh bình thường trở lại. Xin nhắc nhở quý vị là nếu có được người khác share link trên Facebook thì cũng đừng nên bấm vào trực tiếp trên Facebook mà hãy bấm vào Safari, bấm vào địa chỉ nailsolution.us như trên để app có thể hoạt động một cách chính xác nhất. Đây chính là màn hình trang chủ, xin kéo xuống dưới và click vào sổ nail nhân viên. Một lần nữa, đây là một app miễn phí, ai cũng có thể sử dụng được trên tất cả các loại điện thoại hay iPad. Bước đầu tiên khi bắt đầu sử dụng app này là quý vị phải chọn múi giờ hay time zone chính xác của nơi quý vị đang ở. Chúng tôi có danh sách các múi giờ cho tất cả tiểu bang trên đất Mỹ cho quý vị tham khảo. Xin nhập vào đúng múi giờ chính xác của quý vị. Sau khi chọn xong, quý vị có thể bắt đầu sử dụng. Cho những quý vị lần đầu tiên sử dụng, xin bấm vào nút hướng dẫn để xem hướng dẫn đầy đủ trước khi sử dụng app này để sử dụng app một cách chính xác, tối ưu nhất và tránh sai sót. Giống như đã nói trong hướng dẫn, các chi tiết của giao dịch trong ngày sẽ được cộng dồn thành một giao dịch vào lúc 12 giờ đêm hàng ngày. Và các giao dịch của tuần trước nữa sẽ tự động xóa bỏ vào 12 giờ đêm ngày Chủ nhật vì máy chỉ tự động lưu 2 tuần gần nhất. Do đó quý vị cần phải chụp màn hình để lưu lại trước nửa đêm để gửi cho chủ tiệm. Nếu quý vị dọn qua tiểu bang khác với múi giờ khác, xin bấm vào nút Save Time Zone ở đây để chọn múi giờ đúng cho mình. Chức năng đầu tiên quý vị cần phải sử dụng là chức năng lưu. Quý vị nhập vào tất cả những người khách quý vị làm được ngày hôm nay. Từng cái một bao gồm tiền làm được, tiền tip trong thẻ và tip tiền mặt. Có thể nhập vào cùi số mấy nếu cần hoặc để trống cũng được. Chọn ngày làm và chọn tỷ lệ chia và bấm lưu để máy có thể lưu và đồng thời tính tiền thu nhập cho quý vị. Sau khi lưu xong, quý vị sẽ thấy giao dịch được lưu trong phần tổng kết trong ngày ở phía dưới. Phần này, app sẽ lưu để cho quý vị biết hôm nay làm được bao nhiêu khách, tổng cộng tiền làm được bao nhiêu, tiền tip bao nhiêu và tính toán tiền sau khi chia dựa theo vào tỷ lệ chia quý vị cung cấp và cho quý vị biết tổng thu nhập sau khi chia cộng với tiền tip trong ngày là bao nhiêu. Quý vị nhớ là nên nhập vào tiền làm được của mình ngay trong ngày hôm đó để cho chính xác. Kéo xuống dưới nữa là phần tổng kết trong tuần này. App sẽ cho quý vị biết tổng cộng tiền làm được là bao nhiêu, tiền tip và tính toán tổng thu nhập trong tuần này cho quý vị. Và ở phía dưới nữa, nếu quý vị bấm vào đó, nó sẽ mở ra tổng cộng tổng kết của tuần trước. Ở phía dưới cùng là phần hiển thị chi tiết các giao dịch quý vị đã nhập vào theo thứ tự. Nếu quý vị nhập vào hôm nay, nó sẽ hiện ra chữ Today, hiển thị số tiền làm được chưa chia, tiền tip và ghi chú. Ở đây quý vị có thể xóa hoặc sửa lại nếu thấy có sai sót bằng cách bấm vào nút tương ứng. Ở bên cạnh nút hướng dẫn có nút Refresh để có thể reload lại trang web nếu quý vị đã vào từ trước và đã lâu không sử dụng. Bên cạnh đó là nút để quý vị có thể bấm vào để xem trực tiếp chi tiết các giao dịch, không cần phải mất thời gian kéo xuống để tìm kiếm. Một lần nữa, đây là một app hoàn toàn miễn phí và có thể hoạt động được trên mọi thiết bị điện thoại hay iPad. Xin chia sẻ cho bạn bè, người thân quý vị để ủng hộ cho chúng tôi.